Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VION. Nó sẽ không còn cơ hội để ăn đâu. Em đang làm cái gì vậy? Giúp anh tìm ra con chuột trong nhà này. Hàng này lấy từ đâu? Tôi không biết. Còn ai đứng đằng sau không? Tôi muốn có luật sư. Thằng này lấy ở đâu? Nói, còn ai đứng đằng sau không? Tôi sẽ kiện các người. Cho mày cơ hội cuối. Kêu tụi nó dừng tay lại. Gây chuyện như đó đủ rồi. Anh chờ mà coi bộ mặt thật của nó. Nó chính là con chuột ở trong cái nhà này. Thằng này lấy từ đâu? Còn nãy đứng là sao không? Tôi không biết. Tôi bị hại. Tôi muốn có luật sư. Tội phạm bỏ trốn. Em đừng thử thách sự chịu đựng của anh. Kêu tụi nó dừng tay lại nhanh. Nó sẽ khai ra thôi. Từ ngày nó xuất hiện, hàng liên tục bị mất. Anh làm ơn mở to con mắt của anh ra. Nếu không khai, ta cho mày chạy máu tới chết. Tôi muốn gặp người nhà. Anh Thiện. Anh Thiện ơi. Anh nghĩ anh kịp sao? Nó chết chắc rồi. Tôi nói cho cô biết, hai đường mà xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho cô đâu. Dạ. Hả? Đợi mau. Dạ. Là đám của của ai? Dạ là đám của cậu Quân. Thằng khốn kiếp, tụi nó còn gửi lời nhắn nữa anh. Nhắn cái gì nữa? Dạ, tụi nó nói nếu mà muốn lên lại hàng thì kêu thằng con hoang đó tới liếm giày của cậu Quân. Gì đó thằng con quang? Tao hẹn mẹ bài bàn số 4. Mày gọi là tao phải đến hả? Tao với mày sẽ chờ tại đôi. Thằng nào không tới thằng đó là thằng hang. Chó. À! Không cần phải cố giữ đâu. Em sẽ khóc khi tay em được rửa bằng máu của con súc vật dám cướp đi con trai em. Có thể hứa với em một chuyện không? Em nói đi. Đừng can thiệp vào những chuyện em sẽ làm để lấy lại công bằng cho con trai em. Anh hứa với em. Sao?
Đây là nơi ba lập nghiệp. Thì sao? Ba nói một trong những lý do khiến ba trở thành người đứng đầu đó là những người cản đường ba không bao giờ có kết quả tốt. Mày lại nhảy gì? Tóc điên tao hả? Trả hàng lại đây. Hàng gì? Trả hàng mày cướp của tao lại đây. Nếu không á, đừng có trách tao. Cái miệng của mày bắt đầu hổn với má của mày. Má! Dao nữa con. Mày! Không gì ba, là tao lấy cái mạng chó của mày rồi thằng con quát. Xem ra tao phải dạy mày học cách ăn năn rồi. Tụi bay mà dám đụng vợ tao, tao không tha tụi bay đâu. Dừng lại, dừng lại. Tao nói đây, tao là tao, là tao làm. Chuyện mình không làm thì đừng có nhận đại. Nếu dám nói lời can ngăn, cô sẽ giống nó. Hung thủ là người khác. Cho tôi một ngày. Chị muốn kẻ thật sự giết con chị nhẫn nhau ngoài kia sao? Đem giúp em. Sau 24 giờ, cô không có câu trả lời, cô sẽ giống nó. Người bám theo nó. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.